Tử vi tuổi Mão tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ chẳng ai là người không muốn biết trước số mệnh của mình là tốt hay là như thế nào. Làm việc gì cũng mong được thuận buồm xuôi gió và cuộc sống luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, ấm êm và chẳng bao giờ chúng ta cần phải lo nghĩ về tiền, đúng không ạ? Thưa quý vị, số mệnh con người là tốt hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố, trong đó chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy thì trong lục thập hoa giáp, con giáp nào được trời định là người tốt số, số trời sinh đã mang mệnh phú quý trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần này? Chỉ cần sống chân thành sẽ có được phúc đáp xứng đáng, hưởng cuộc sống thật toàn thập mỹ đủ đầy. Như quý vị đã biết thì cuộc sống con người sợ nhất là cảnh nợ nần túng thiếu. Tuy nhiên thì mỗi người lại có mỗi hoàn cảnh và buộc họ phải đối diện với cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh ra thì ai cũng có vận mệnh riêng. Những khó khăn trong cuộc đời chỉ là những thử thách mà ai cũng phải vượt qua. Tử vi số mệnh trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần sẽ có mệnh chủ là số hưởng. Mặc dù có số bôn ba vất vả và thậm chí là chúng ta còn nợ nần túng thiếu rất nhiều ở trong khoảng thời gian năm 2021 Tân Sửu. Nhưng thưa quý vị, chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ, nhàn hạ bắt đầu từ tháng 6 âm lịch này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi sẽ có nhiều quý nhân phù trợ, vì vậy mà tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở, sáng lạn, ở nhà cao cửa rộng, sống trong, trọn vẹn đến cuối đời. Và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu về vận trình tử vi tuổi Mão trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần quý vị nhé. Xin mời quý vị ạ. Sau đây là tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Mão trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này với vận may khá tốt cho sự nghiệp, những người tuổi Mão sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tất cả các vấn đề vướng mắc, sự cống hiến, mọi cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn đã được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu bạn là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là bạn đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng rất vất vả, bạn sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này cục diện bán tam hợp, tác động nên quý vị gia chủ tuổi Mão sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Quý nhân mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm đó chính là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo dõi tử vi tháng 6 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp về phương diện sức khỏe, con giáp tuổi Mão không có gì phải đáng lo ngại, thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng tới bạn quá nhiều. Người tuổi Mão nên cẩn thận để tránh chấn thương từ những vật sắc nhọn và phụ nữ đang mang thai cũng cần nên chú ý. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Các quý vị gia chủ tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ.
Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Mão. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút được nhiều người khác giới mà bạn cần phải giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình chính là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người còn lại chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản, tài chính của chính bạn. Các cặp đôi cũng có chuyển biến khá sớm trong mối quan hệ, có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu lứa đôi, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Tử vi của từng tuổi Mão trong tháng 6 âm lịch năm 2022, tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Xem tử vi tháng này của gia chủ Tân Mão, vận trình khá ổn định, tuy không đến mức vượng phát rực rỡ nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này, bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, mưu sự có quý nhân trợ giúp, được hỗ trợ lo liệu từ đầu tới cuối và không có bất kỳ vướng mắc nào. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Về vấn đề sức khỏe của những người tuổi Quý Mão tháng này cần lưu ý. Đành rằng, ở độ tuổi này sẽ dễ mắc những căn bệnh tuổi tác, nhưng không phải vì thế mà bỏ bê bản thân. Bạn nên tham gia vào các buổi gặp gỡ, tập các bài tập vận động phù hợp với lứa tuổi của mình, giữ tâm trạng vui vẻ thì sẽ cải thiện được tình hình sức khỏe rất nhiều. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Công việc làm ăn của đương số tuy có mở rộng, nhưng khó thuận ngay từ ban đầu. Xu hướng vận khí tăng dần về cuối năm nên phấn đấu chờ thời cơ bùng nổ. Trong công việc, vấn đề bạn cần gặp phải đó chính là dù nỗ lực nhiều nhưng mà cũng không đạt được, cũng không được ghi nhận chỉ vì ai đó có thành kiến, đối xử không công bằng. Nên nhớ một điều, nhịn chín điều lành, đừng phản ứng thái quá mà thiệt thân. Phương diện sức khỏe cũng gặp nhiều vấn đề do bản mệnh thường xuyên bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi, tập luyện đúng giờ. Sức đề kháng suy giảm, nhiều người dễ nhiễm phải bệnh dịch hay các căn bệnh theo mùa. Thời điểm này bạn cần chú ý xây dựng thời gian biểu khoa học, chú ý nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, luôn giữ tâm thế lạc quan, tích cực khi đối diện với biến cố của cuộc sống. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Trong tháng này, những người tuổi Mão sinh năm 1987 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình. Song vì không đủ cố gắng nỗ lực nên dễ bỏ lửng giữa chừng và nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra, bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định. Hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ tâm sự với mình. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Về sự nghiệp cơ bản đã ổn định, tuy bản mệnh gặp nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, song chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì ắt sẽ nhận được phần thưởng tương xứng. Nếu công việc vất vả, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm hoặc phải đi công tác trong thời gian dài, bản mệnh cần trao đổi tâm sự với người nhà trước để đôi bên cùng thấu hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, người độc thân mong muốn tìm được nửa kia của mình, song do tính cách hướng nội nên khó tìm được người ưng ý. Người đã lập gia đình cần phải cố gắng duy trì nếp sống, thường xuyên giúp đỡ tâm sự với nửa kia cũng như con cái để xây dựng mối quan hệ bền vững theo thời gian. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão, Hợi Thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Mão trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 6 năm 2022, tức ngày 7 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc.
ngày âm lịch ngày 21 tháng 6 năm 2022, tức ngày 19 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mão trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 6 năm 2022, tức ngày 8 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc lớn liên quan đến những công việc quan trọng sẽ có kết quả tốt, hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành thì đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận dài của phong thủy gia cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 6 âm lịch và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.